Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với chuyên mục giới thiệu đến các anh em, quý khách hàng của bạn những dòng xe tải cũ. Thì ngày hôm nay mình có một em xe khá đặc biệt. Đây là xe cẩu nha anh em. Xe tải có gắn cẩu, chuyên để cẩu dở hàng hóa. Thì con xe này bên mình vừa mới lấy về với đơn niên hạn sử dụng. Đây là con xe đời 2007, niên hạn sử dụng đến 2032. Taco, dòng phô trong, máy phao, máy lớn, dòng 5 tấn nha nè, 4 tấn 9, thùng dài 6m2 50, chiều ngang là 2m1, chiều cao của cái bửng là 870 mm, thùng sàn sắt, cẩu unit 3 khúc, đó, cẩu unit 3 khúc nha nè. Thì xe này mới đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2024, 6 tháng đăng kiểm một lần, niên hạn sử dụng đến 2032, còn hơn 10 gần gần 10 năm nữa, khoảng 9 năm nữa nè, niên hạn sử dụng còn 9 năm nữa, cày vô tư, giá rẻ bình dân cho anh em quý hàng của bạn. Thì xe cẩu này bên mình đang dự kiến chào bán là 235 triệu cho anh em. Ghế bọc da 3 chỗ ngồi, có cái giường nằm ở nhỏ phía sau, bọc trần 5D 6D vậy đó, nó rất là đẹp. Táp ly táp lô cửa nhìn còn ổn thôi đó. Xe này sơn lại nguyên đầu cabin rồi, nói chung là xe này chủ cũ kẹt tiền không có hàng chạy nên bán lại cho anh em quý hàng có nhu cầu cần cái xe cẩu khởi nghiệp với giá 235 triệu nha. Cẩu ở sexy thì có cặp sexy nè, sexy này dày và cứng ngắc luôn, thùng cũng còn rất là đẹp, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn. Xe này mua chỉ việc chạy thôi nè, đó là lùm lúa thôi, nói chung tất cả mọi thứ đều ổn. Nó cẩu cũng còn đang vận hành rất là tốt, máy móc cũng rất là trơn tru, mọi thứ đều rất là xịn với cái mẫu xe tải cẩu xịn sò như thế này. Nếu em thích cái mẫu xe tải cẩu giá khởi nghiệp này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, đường kính mâm là 16 inch, giỏ 8.25, giỏ lớn. Xe này có cặp sắc xi, thường những xe cẩu thường hay cặp sắc xi nha nè, để cho nó cứng xe. Đó, thùng bọng em thấy bửng cao nữa. Xe 5 tấn thùng 6m2 siêu dài, chuyên cẩu sắt khép đồ khá ok luôn em. Đây là cái xe cẩu những cái sắt khép lên để mình đi giao khá ok thật, cả cẩu thuê cũng được, xe rất là ổn luôn. Cầu lớn này, phanh lốc kê, phanh hơ, có chế độ lốc kê rất là xịn luôn á nè, rất là xịn sò với cái mẫu xe tải cẩu như thế này. Nếu anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cái máy phù hợp thì có thể cho anh em xe cẩu này về lập nghiệp khởi nghiệp. Đó, giá bình dân 235 triệu nha anh em. À, xe ký giấy bình thường nha, công ty xuất hóa đơn, rút gốc sang tên là bình thường nha anh em. Đó, nhìn cái dàn sexy thấy cứng à, thùng bọng vỏ lớp ngay còn rất là cao luôn. Đó, nói chung là thùng còn rất là đẹp nha, cẩu cũng còn rất là mượt mà, cẩu rất là chắc chắn, rất là khỏe luôn anh em. Sử dụng hệ thống thủy lực, đó, điều khiển bằng những cái hệ thống thủy lực, cẩu này rất là cứng luôn, cẩu 3 khúc nha anh em. Đó, nếu anh em quan tâm mình cứ đến xem xe thì mình lấy thử để trải nghiệm cái dòng xe tải cẩu xịn sò như thế này để phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Tất cả mọi thứ đều hoạt động ổn định bình thường trơn tru nha anh em. Đó, cái pin thì có sơn lại nguyên đầu rồi, nó xe chỉ có nồi hắt thì nó hơi xấu á, tapi pin tốc độ cửa thì nó hơi xấu tí xíu thôi, chứ cái pin thì cũng còn rất là được, vẻ bề ngoài cũng còn rất là ổn nha. Đó, nói chung là xe này thì nói chung là cảm thấy cũng bình dân với cái giá nó thì cũng ổn nè. Động cơ của nó là động cơ phao với dung tích xi lanh là 48 lít, công suất là 100 kW, tại vòng tua 27, nó chỉ có 4 máy thôi, máy dầu 4 máy nhưng mà máy to máy lớn. Máy này là cổng cẩu phục vụ cho cái cẩu thì cũng là ổn lắm anh nha, cũng mấy cái chuyện nguyên liệu đó. Nếu mà quan tâm thì liên hệ chị biết mình ở bên đây xem xe để trải nghiệm nha. Đó, cảm ơn anh em quý hàng các bạn theo cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng cùng các bạn trong cái video có giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.